Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ tiếp tục làm việc với bầy cá bẻ màu Ivory này. Thì đại khái thì mình sẽ tách trống máy và mình chuyển hồ. Mình sẽ chuyển cho bầy cá này ra ngoài góc nuôi cá ngoài trời. Hồ thì mình đã chuẩn bị xong rồi kìa mọi người. Bây giờ thì mình sẽ bớt cá ra và tách cá. Thì đem ra ngoài đó rồi hồ cũ này mình sẽ xử lý. Các bạn thấy hồ rất là dơ, đóng rất là nhiều tảo nâu rồi đúng không? Và mình sẽ ngâm hồ và mình lấy lại hồ để dành thả cá con nha mọi người. Cá con của mình hôm nay mình thu hoạch cũng khá là nhiều đó, mới vừa thu hoạch được một bầy cá bé màu con nữa kìa. Đây hai bầy này thì cũng khá là đông nha, đông lắm luôn. Rồi, vớt cá nha mọi người. Để nói chung thì nè, mọi người thấy mình làm một vợt hơi bị đông á. Đây, mình lần này mình thả vô khay tròn nha. Khay tròn dễ vớt cá hơn khay vuông các bạn. Còn đây em bé nè. Đông ha. Các bạn ơi, các bạn thấy gì chưa? Chợp bá luôn nè. Cá rô nha các bạn. Hôm bữa mình vớt ra một số rồi đó. Nhưng mà mình chắc chắn với mọi người là sẽ còn ở trong những cái hồ cá mà mình không có thấy được. Mà hôm nay là thấy nè. Hàng gì bầy cá này đâu có dành ăn lại bé cá này đâu. Thành ra là mình thấy hơi chậm lớn, cũng không được ú lắm. Rồi nè mọi người. Đó. Giờ để mình bắt ra nha. Thế cái tình chơi vầy ai chơi lại. Thiệt luôn. Cỡ này là bỏ trùng vô nhiêu là ăn hết nhiêu luôn á. Đó, mình còn một ít cá đây thôi. Thì như mình nói ban đầu, bài này là tương đối là đông một chút. Nuôi hồ này thì cũng chật. Đây, bãi cá mình vớt ra rồi nè mọi người. Đây, mình đã vớt những bé cá cuối cùng ra khỏi hồ rồi các bạn. Hồ này cũng có một ít bèo cám nhưng mà cũng không thành vấn đề lắm, nên vớt bỏ bèo bớt cho thoáng tầm nhìn. Giờ chút xíu ra chỗ có ánh sáng hơn để mình thấy rõ hơn nha các bạn. Đó, trà trộn vô trong hồ cá ăn hết mồi của cá luôn mà. Rồi, mình chuẩn bị hai khay. Một khay là sẽ đựng cá dạt, một khay là sẽ đựng cá trống. Nói chung thì cũng bài này cũng tạm ổn thôi. Hôm qua là mình tách trống mái cho tới 3-4 bầy lận mọi người. Chủ yếu là một bầy HP Red Roll và một bầy Ivory và 2 bầy HP Red Roll nha. Ngày hôm qua 2 bầy Ivory chứ lọt. Hôm qua mình tách trống mái cho 2 bầy Ivory lận. Rồi, đại khái là cá trống là mình tách ra được như đây. Cá trống là mọi người. Bên đây là cá mái. Mình chưa tách cá nhiễm nha. Mình chỉ trước hết thì mình chỉ bữa nay thì mình chỉ tách mình loại bỏ một vài bé mà bé cá mà có body xấu, body không được đẹp thôi, với lại là tật ha. Bây giờ thì mình sẽ đem cá ra ngoài. Đem cá ra ngoài nha mọi người. Đó. Cá trống thả đây nè. Hồ đã chuẩn bị xong xuôi rồi, hết rồi nè. Mình ngâm mình chà rồi sạch sẽ rồi ha. Vô nước rồi trong vắt luôn. Nói vậy thôi chứ nước cũng chưa được trong lắm. Nè mọi người, ngâm chút xíu đi. Sẵn mình cập nhật tình hình mới của ngoài góc nuôi cá ngoài này luôn. Thì mình đã dọn hai hồ này và mình đang thả cá con nè các bạn. Ở đây mình có một bầy cá con ivory nè, cũng tương đối là đông. Mới giờ thả ngày hôm qua thôi mọi người. Khay mình còn chưa đem vô mình rửa nữa. Nồi dẻ hay là mình để mình lau cái hồ. Rồi bên đây là full red. Full red trong đây thì có hai bầy nha. Hai bầy xê xích nhau một ngày đó, hôm bữa mình có nói với mọi người đó. Thì mình đã thả ra hồ lớn luôn rồi nè. Thấy mấy em nó bơi cũng cung căng với lại size cá rồi cũng na ná nha, 8-10. Một bầy số lượng ít, một bầy số lượng nhiều. Thôi kệ ghép luôn. Không có hồ thả thì thôi mình ghép đỡ luôn mọi người. Đáng lẽ theo bình thường á, kinh nghiệm nuôi cá của mình đó thì mình không nên ghép bầy nhiều quá ha. 1-2 bé thì được, 1-2 bé mỗi ghép dưới 10 bé vô một bầy lớn thì tạm chấp nhận được. Còn trên 10 bé thì mình phải nuôi một hồ khác cho chắc. Tại vì trên là một ngày nó sai cá ra sẽ ra khác nhiều lắm. Bầy cá ăn trước được một ngày đó mọi người là sẽ lớn nhanh bự hơn ha, tùy nữa. Như đàn này là bị cái đàn cá sau một ngày nó lại to hơn, lý do là cá mái đẻ con ra to con ha. Rồi chờ một chút xíu nữa thì mình sẽ thả cá rồi sẵn ngắm cá luôn mọi người. Hồi nãy thì tính đem cá vô lên hồ xô sẵn xô cho mọi người xem luôn, nhưng mà nghĩ lại thôi đổ tới đổ lui cũng mất công, để thả ra hồ kính rồi cũng sẽ thấy luôn chứ gì ha. Cho nên là mình đem ra đây mình thả luôn. Nè, mình còn bài con rap bên đây nè, bài này đang ẩn trống nè. Bài này lớn thì không đều, bài này lớn không được đều, cá hơi lọt chọt mọi người thấy không ha. Mình còn bài bên đây nè, bài bên đây ẩn trống mạnh hơn, bài này cũng vậy luôn, lớn không có đều, cá hơi lọt chọt. Chắc có thể là sẽ tách những bé cá lớn ra trước, còn những bé cá nhỏ để dùng tiếp. Còn đó nè, mưa nè mọi người thấy, mưa nước hồ vô, nước vô hồ muốn ngập. Thôi quen cho chút xíu, ngâm cho chút xíu vậy thôi chứ chắc cũng được rồi đó. Đáng lẽ phải ngâm lâu hơn nhưng mà mình nôn thả nha mọi người. Nè cá nè mọi người. Nãy nhìn top view vậy chứ cũng không phát hiện được những bé cá mà hơi bị tật miệng ha. Bài này là bản màu xanh đậm nha mọi người, xanh đậm, xanh đậm kiểu dạng xanh tím á các bạn. Không có vị trí mà tùy thế đang quay video cho mọi người xem. Nè, mình đổ cá ra nè, đổ ra lùa ra đây cho nhìn đó ha. Vàng ấy này ngon nha. À, đẹp, bài này đẹp, bài này đẹp cá lắm. À, để mình lùa lùa cá ở đây tí. Có mấy bé mình nhìn mình cũng rất là kết, như chẳng hạn như bé này. Bé này rất là nét. Mọi người thấy. Cá ha. Bài này cá đẹp thiệt. Bài này là bài dạng tia của mình. Form đuôi cỡ này là lên tròn, cỡ này là rất là tiềm năng rồi. Được. Cái này mình cần phải thúc form thêm chút xíu nữa. Nha. Cần phải thúc form thêm chút nữa. Vàng màu này cũng ngon lắm á. Vàng màu này ổn. Đây, cá máy. Cá máy thì mình nói thật nha, làm cá màu này nếu mà các bạn làm ra được dàn cá máy đẹp rồi thì đường nào mà các bạn cũng làm ra được cá trống đẹp. Đây các bạn, cá máy nè rất là nét. Cái này mà các bạn làm ra được dàn cá máy đẹp rồi thì đường nào cũng sẽ có cá trống đẹp thôi ha. Bởi vậy mình chú trọng cá máy cũng nhiều lắm nha, cá máy rất là quan trọng. Đó, đừng có lơ là. Rồi đó, buổi sáng tách trống máy cho bầy cá. Thêm một bầy nữa rồi, bầy này nữa là mình coi như là mình nhẹ nhàng hơn chút rồi. Thật ra thì mình còn hai bầy cần phải tách nữa. Đây nè, để mình dẫn mọi người đi xem. Bước vô tới đây cái là phải ghé thăm cái đâm con này mới được. Hết sức nói luôn, bự tổ luôn. Bự thêm chút nữa là quất được cá bảy màu rồi nha mọi người. Thành ra đừng có ý nha, đừng có tưởng đâu nó cỡ đó rồi nó không lớn nữa. Cá này là cá rô mà dạng rô đầu vuông, rô đầu nhiếm vậy đó. Bự tổ luôn, mau lớn. À, đây mình còn bày nữa nè. Với lại là đây một bầy nữa. Cá hơi nhát nha các bạn, hơi nhát. Bầy này cũng đông lắm. Để mình cố gắng mình sắp xếp, mình tách trong máy cho nó sớm nhất có thể. Đó, ngày hôm qua thì mình tách bầy này. Máy mình nhốt đây. Đó, với lại bên đây là có HP Red nè, máy nè. Đóng mình nhốt về hộp cũ nè. Đó, với lại bầy cá bên góc đó mình cũng cắt rồi đó. Ngày hôm qua cũng là một ngày cũng tương đối là bận rộn cũng. À quên. Đâu là ta. Bài nào? Đúng rồi. Bài này nha mọi người. Bài này mình mới thu hoạch hồi sáng. Đúng rồi bài này nè. Cho cá máy ăn Akami bị dư. Các bạn thấy. Để mình kiếm con ốc mình bỏ vô cho con ốc dọn. Bên đây mình có ốc. Bên này mình nhớ mình có thả ốc pháo mà. Đó, hai cà bá luôn nè. Gì chứ ốc cáo dọn Akami là ngon luôn. Ăn sập bách luôn á. Ha. Rồi. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Đó, bây giờ là sáng sớm nha mọi người, đâu đó tầm khoảng 7 giờ. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nha.